Thứ bảy này mấy người có đi sinh nhật con Tuyết không? Đi chứ, chung đội tuyển mà. Tôi thấy mấy người lớn hơn mà đi sinh nhật mấy đứa con nít kỳ cục với mù. Bình thường. Với lại em cũng đi mà ha. Không có đi, không có được mời. Con quỷ đó xấu tính với mồ, nó không có ưa tôi. Anh thấy trong đội tuyển Tuyết cũng được lắm mà. Được cái này thì mất cái kia thì có. Nó ỷ nó học giỏi, rồi thái độ lồi lõm. Có ai ưa gì nó đâu. Với lại sinh nhật nó, con Bích với thằng Lộc họ không có đi đâu. Vắng lắm á. Cho nên Anh sẽ đi. Lỡ hứa rồi nên phải đi. tôi Chúc mọi người qua chơi à, em. Laptop em mang qua phòng em rồi đó. Thích thì cứ lấy chơi. Ra vẽ. Yo! Ủa, mà ông Vũ đi sinh nhật con Tuyết thiệt á hả? Ê, có khi nào nhắm mắt, mở mắt dậy cái thấy con Tuyết nó thành chị dâu mày không Tân? Nói gì vậy? Tao nói mày nghe, cái nhà này nha, bình thường là đã chia ba, chia bốn rồi. Ừ. Sau này con Tuyết nó về, nó sinh con đẻ cái là chia năm xẻ bảy luôn. Ừ. Mà mày nhìn mặt thằng này đi, làm sao mà có nghề ngỗng gì được. Ừ. Rồi tới lúc chia gia tài là trắng tay luôn. Bích, nghỉ chơi. Tụi bay có tin, tụi bay nói thêm một tiếng nữa tao gửi cái cú đấm này vào cái mạng sườn tụi bay. Đông vui quá ha. Ủa, Đông? À, Đông ngồi chơi đi. Đi qua bên kia. Ủa mắc gì không cho nó ngồi đây? Đi qua. Hồi nó không cho mày ăn á. Đông ngồi đi. Ừ. Đông, ngồi đi. Bích đi lấy nước. Ê, nhà tao. Ủa Tân, nhà không khóa cửa à? Còn sớm mà, đóng làm chi. Với lại mọi người đang đợi đông mà. Ủa, mà không đi sinh nhật nữa hả? Thật ra sinh nhật Tuyết không có mọi người, đông cũng không thấy vui. Uống đi đông. Chứ còn gì nữa. Cảm ơn biết. Với cả vừa nãy đông đi qua gửi quà cho Tuyết rồi nên là mới đến trễ đấy. Mọi người đang chơi trò gì mà đông vui thế? Mọi người đang chơi trò đấm vào mạng sườn của nhau vui lắm. Vui không? Vui gần chết. Vui. Anh có vẻ thích người tên Đông đó ha. Đó là một tình cảm xen lẫn giữa tình bạn và sự ngưỡng mộ. Nhưng mà lúc đó anh bận để tâm giữa mối quan hệ của anh và anh Vũ nên đã quên mất cậu ấy. Tân cảm thấy lạnh đúng không? Không. Cảm ơn Đồng nha.
Mà hồi đó Đông nói là Đông từ đâu tới? Tân quên rồi. Đông từ Đà Lạt. À, vậy là Tân biết tại sao Đông tên Đông rồi. Tại sao? Thì trên nó trời lạnh quá nên ba mẹ của Đông đặt Đông tên Đông chứ gì. Chắc là thế. Ai mà bên cạnh Tân chắc là hạnh phúc lắm ấy nhở? Hả? Vì họ sẽ được cười nói cả ngày. Giống như Đông đây, khi được ở bên cạnh Tân, Đông thấy vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn Đông nha. Thật ra là Đông thích. Tân lạnh quá, Tân về trước nha. Còn là đây nỗi buồn vì những điều gì? Nay còn mình anh lặng im trông theo bước em đi. Cơn sóng khẽ trôi nhẹ nhàng, có lẽ đang khóc thương vì một người đã đem lòng yêu chẳng thể đáp lại. Lúc đó anh đã biết mình là mình yêu. Yêu anh ấy rất nhiều. Cảm xúc ghen tị như muốn đốt cháy lồng ngực. Chỉ chực chờ bùng nổ. Ba chưa về em? Không thấy sao còn hỏi? Đi sinh nhật lâu dữ ha. Xe hư nên về trễ. Chứ không phải dọc bờ biển. Cũng có. Anh với Tuyết đi về một chút. Một chút? Nãy tôi thấy mấy người với con Tuyết đi dạo ngoài biển lúc 7 giờ mấy. Bây giờ là mấy giờ rồi mà một chút? Ừ thì anh với chở Tuyết đi về một lát, rồi anh chở Tuyết về. Về dọc đường thì xe bể bánh. Khỏi giải thích. Ghét bị hàng chọc láo. Nè, em nói chuyện tôn trọng anh một chút được không? Từ hôm qua tới giờ em chẳng xem anh ấy gì cả. Em ghét Tuyết là chuyện của em. Tại sao em lại mắng nhiếc anh? Tôi nói sao là chuyện của tôi?
mắc gì phải xem ông ra gì nữa mà nói. Đồ con nít. Nè, tao con nít thì mày là cái gì? Là thằng ăn nhờ ở đậu hả? Mày muốn gì? Đánh tao hả? Đánh đi. Anh không muốn đánh em, và không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa. Đúng rồi đó. Chưa nói xong mà đi đâu? Ý tôi là đến kể em, mà cũng xem anh là người ngoài. Vậy mà anh cứ tưởng